Trong khi phần lớn người dùng đang chờ đợi công cụ Jailbreak iOS 11.3.1 do Coolstar phát triển thì mới đây, nhà nghiên cứu bảo mật nổi tiếng Richard Xu đã đăng tải đoạn video trên trang Twitter cá nhân với nội dung đã Jailbreak thành công phiên bản iOS 11.4. Trong đoạn video chia sẻ trên trang Twitter cá nhân, Richard tiến hành kiểm tra phiên bản cập nhật cuối cùng cho chiếc iPhone 7 là iOS 11.4, sau đó tiến hành mở CDR tích hợp sẵn trong quá trình Jailbreak và thực hiện thành công một số câu lệnh trong Temur. Tuy nhiên, các thành phần khác như thông tin liên quan tới lỗ hổng đã khai thác để tạo ra công cụ bẻ khóa thì lại không được tiết lộ. Lưu ý rằng giống như các nhà nghiên cứu trên thế giới khác, Richard sẽ không phát hành phiên bản công cụ này mà sẽ gửi lỗi tới Apple để nhận được một gói tiền thưởng. Trong trường hợp bạn vẫn muốn jailbreak máy thì nên giữ ở phiên bản 11.3.1 và chờ đợi công cụ hỗ trợ bẻ khóa chính thức trong thời gian tới. Green 659 là chipset đã được sử dụng trong rất nhiều smartphone của Huawei và Honor, nhưng đã là một sản phẩm có tuổi. Theo nhiều nguồn tin thì hãng này đang phát triển một chipset thay thế mang tên Green 710 để sử dụng cho những chiếc smartphone và máy tính bảng tầm trung, cạnh tranh trực tiếp với Qualcomm Snapdragon 710. Green 710 sẽ sử dụng nhân Cortex A73 trên tiến trình 12 nanomet, tức là vẫn đi sau tiến trình 10 nanomet ở nhân Cortex A75 Carrio của Qualcomm. Chiếc smartphone đầu tiên được hãng sử dụng sản phẩm này có lẽ là chiếc Huawei Nova 3 sắp được ra mắt với màn hình 19.5:9 và camera kép. Sản phẩm này sẽ có tên mã là Paris và một số sản phẩm nữa chưa có tên chính thức. Huawei dự báo sẽ bán tới 140 triệu chiếc điện thoại trong năm nay và nửa trong số đó sẽ thuộc phân khúc tầm trung. Thế nên việc phát triển một chipset mới để cạnh tranh tốt hơn là một điều dễ hiểu. Tăng dung lượng pin có lẽ là điều người dùng mong chờ nhất từ lâu nay trên các dòng sản phẩm Samsung Galaxy Note và điều đó có thể trở thành hiện thực trên chiếc Samsung Galaxy Note 9. Chuyên gia dò dỉ thông tin Ice Innover đã so sánh thiết kế của S9 cộng và Note 9 cho thấy cụm camera sau nằm ngang, bên dưới là kiểm biến vân tay chủ yếu để dành thêm không gian cho viên pin cỡ lớn 4000 mAh. Đây sẽ là nâng cấp vô cùng đáng giá với chiếc Samsung Galaxy Note 8 với viên pin chỉ có 3300 mAh. Ngoài ra, theo báo cáo mới nhất của FCC, Note 9 đi kèm bộ sạc không dây nhanh hơn để đảm bảo rằng viên pin lớn không phải mất hàng giờ để sạc đầy. Bộ sạc này có số hiệu EPN6001, hỗ trợ đầu vào tới 12V ở mức 2.1A. Đó là một nâng cấp đáng kể so với bộ sạc không dây năm ngoái 9V 1.67A. Đầu ra không được nhắc tới nhưng chắc chắn tốc độ sạc sẽ được cải thiện đáng kể. Và trên đó là tất cả những thông tin mới nhất của ngày vừa qua mà mình tổng hợp lại đến cho các bạn. Các bạn cảm thấy video hay, đừng quên để lại một like, share và subscribe kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những bản tin tiếp theo.